Dạ. Cô gần đeo. Tôi con đông lắm, 9 đứa lận. Tôi xin đứa rồi. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 77. 77 tuổi hả? Ừ. Vậy hàng ngày nhà cô làm gì mà bán buôn nữa? Đủ thứ hết trời. Mặn gì cũng mặn hết, trăng đi lặt ngò. Dạ. Mướt. Chưa đi lắm, bài bản. Dạ. Nhà cô dạ. Với mấy đứa con rồi? Tới 9 đứa rồi. Tới 9 đứa à? Bây giờ còn 7 à. Dạ. 7 mà đi mặn xa chứ. Vậy anh em có gửi tiền về cho cô hàng tháng không? Là bà tự bưng tự chải luôn phải không? Dạ. Dạ, rồi bây giờ nè, con có món quà của Mạnh Thường Quân ở bên nước ngoài á. Dạ. Gửi cho bà để cho bà trang trải cuộc sống hàng ngày của bà ha. Dạ. Mà bây giờ con không biết bà ở đâu nè, bây giờ thí dụ mà mai mốt con có quà con cũng không biết kiếm bà ở đâu nữa, thì bây giờ hình ảnh của bà con sẽ đưa lên mạng. Dạ. Rồi khi nào mà có anh chị nào mà người ta giúp bà nữa đó, rồi con sẽ lại đây con kiếm bà ha. Dạ. Rồi. Dạ, bây giờ con gửi bà phần quà bà nhận giùm con ha. Dạ, là cảm ơn chú. Dạ dạ. Dạ cô tên gì? Lê Thị Hoa. Cô Lê Thị Hoa. Ừ, tuổi thân. Dạ bây giờ con. Dạ. Bây giờ con có món quà của chị Tuyết Lương ở bên Mỹ á, cô giúp mấy người mà hộ gia đình khó khăn á, là 500.000. Bây giờ nhà cô nhận giùm con. Dạ. Dạ. À, hôm nay cho em mấy người mà cô bán số là ta cũng cho được 1 triệu. Em cho 1 triệu mà tao viên nữa mà không biết có nữa không biết. Dạ. Cảm ơn mấy chú giúp đỡ giùm tôi cũng mang ơn. Dạ, cái này là cái của chị Tuyết Lương đó, gửi cho bà để làm quà giúp đỡ mấy người nghèo đó. Dạ. Rồi con thay mặt chị Tuyết Lương ha, con chúc bà sức khỏe ha. Dạ. Rồi mai mốt có ai gửi tiền nữa thì con đem lại cho bà ha. Dạ à. Con chào bà. Sao? Xin hoài kỳ quá. Không, cái này là tự nguyện người ta cho mà bà. Tôi nói chú nghe, tôi còn mặn được. Bởi vì con tôi cũng không có nhận tiền nó nữa, sợ chồng con vợ con nó ăn nhặt mất công. Dạ, còn cái này là của Mạnh Thường Quân, người ta thương. Dạ. Những cái người có hoàn cảnh khó khăn nhớ, giống như người nghèo mà lớn tuổi như bà đó, người ta cho chứ đâu phải mình xin đâu mà bà sợ. Dạ. Dạ, cái này ta tự nguyện ta cho bà mà. Dạ. Dạ, gọi dạ, con chào bà ha, mai mốt có ai cho nữa thì con kiếm bà ha. Dạ, con chào. Dạ. Bà. Rồi, chào. Dạ. Con. Dạ. Chứ nó đè không mà đâu dặn đâu. Trời ơi ơi. Đây, nó cao. Này em làm cái sàn nước cho nhà của anh Mướt lại luôn nè anh. Sàn nước quá dơ rồi. Gạch gì? Gạch lót hả? Gạch lót chạy kia mua 4 miếng đủ không nội? Chị dưới lấy chi cho xa, kế bên có bán à.
Đây tôi vịnh cho ông, qua bển ông vịnh đi, khỏi cần cuộc đâu. Vịnh cọc cái cột bên kia đó là ông đá cái chân vô là đúng à. Rồi kìa, anh chỉnh cái chân đi. Nó kéo chân vô. Rồi đá chân vô. Hút rồi. Rồi. Ngay rồi đó. Ở trên sai rồi kìa. Lông cầm hả? Cái này được cộng hả? Nhổ cộng 10.000. Mấy cộng tính tiền luôn. Năm cộng 50. Nhỏ nhẹ cái thôi, rồi được rồi. Xe này giờ thành đồ cổ rồi nè quý vị ơi. Cắt cỏ xong chưa Phước? Cắt cỏ xong chưa?
Vì giờ này khỏe đó phải không? Này là mình làm cái bàn bếp nè quý vị ơi, làm bàn bếp để nấu ăn ở đây cho nó sạch sẽ. Phước thêm tiếp ổng một phước. Cao lên trúng xe kìa Phước. Ê ơi chết rồi, trúng rồi. Nó chảy nước vô ổ điện nó giật á chứ đứt gì. Đây là cái miếng thổ thần nè quý vị ơi. Ừ, giống như mình làm sạch mình chặt cái đi cái mình xào cho nó săn thịt lại cái thả vô nấu là mình phải xin quý danh.
cái trong đó mình nêm rồi, bây giờ mình chỉ xào xăng lại cái mình đổ vô thôi. Rồi bà làm giùm tôi cái phần đó đi, bữa nay đâu có nấu nướng gì đâu. Nấu cái con vịt nó vô nữa là nước nó ăn hết rồi. Bữa nay chứ ngày mấy rồi ta? Mùng 10. Chị sắp sửa tới gầm rồi. Sao này thiếu mà đủ rồi. Tháng này 30 mùng 1 mà. Đủ thôi. Đủ. Nói nghe nè anh hai. Bữa vài bữa tới đó là mình đi núi đó. Là bây giờ trước khi đi núi mà giờ tôi mua đồ cho ông cúng ha, không chịu không? Cho mua đồ cho ông cúng ở đây nè. Rồi xong rồi mình mới đi núi. Ha, vậy đi ha. Vậy ta mới chứng lòng thành của mình, chứ thôi mình ở đây mình không cúng gì trơn cái mình đi lên núi đâu được. Đúng không? Vậy là tôi mua đồ cho ông cúng nghe, ông chịu cúng không? Chịu không? Chịu cúng không? Tôi mua đồ ông cúng mới được. Tại vì mình đi ông đi trị bệnh là ông phải cúng. Ha. Vậy ha. Vậy là tôi kiếm ngày cho ông cúng ha. Nha, tôi kiếm ngày cái tôi mua đồ cho ông cúng nha, chịu không? Ông cúng mới được. Chứ tôi cúng người ta không có chịu đâu, tại vì mấy ổng đang cần ông cúng. Ha, vậy đi ha. Rồi. Ngày đi là còn đại diện là lựa ngày mua đồ về cúng. Rồi. Là mượn ông vô văn hương. Ừ. Là chứng để mình đi. Ông phải cúng mới được, ông nói là đứng ra cúng luôn. Ông phải nói là mấy ông cho con lên núi đợt này hết bệnh đi, để thôi con bị gì hoài á là không có làm ăn gì được hết. Ha. Vậy ha, tôi chọn ngày cho ông cúng ha. Rồi tôi mua lễ vật xong rồi. Vậy là hứa rồi nha. Tôi mua lễ vật xong là tôi dọn cho ông cúng. Rồi vậy đi. Ông đang suy nghĩ vụ ngày nè. Buồn. Buồn dữ lắm rồi. Giờ hết tóc cũng không chịu hết luôn. Xin là hôm bữa xin là định làm cửa sổ mà không giờ luôn. Nhưng mà hôm bữa xin là làm cửa sổ mà không có thói gì không cần hết. Kêu đi hết tóc về dặn luôn cái gì ơi. Dọn được ngày chưa? Chắc chưa đâu. Từ đây tới chiều ổng mới nói. Anh hai ghê lắm. Ổng đợi chừng nào mà không có ai á, ổng mới nói ngồi nói một mình. Nói vậy. Đi núi hả? Đi Phước. Nhắm mắt đi rồi kìa. Chưa đâu, lựa ngày chưa được đâu, nằm chút nữa mới lựa được.
Đi đi núi đợt này là vui hả buồn? Vui phải không? Là có tin vui phải không? À, là đi đi đợt này là có tin vui về là mừng rồi. Yêu cầu vậy thôi. Yêu cầu về mà ông bình tĩnh lại như người ta là tôi mừng dữ lắm luôn đó. Chỉ yêu cầu có nhiêu đó. Không có đòi hỏi gì nữa. À, chỉ yêu cầu mà lên núi xong về ông bình thường lại là lúc đó tôi mừng được rồi. Vậy đi ha. À. Chứ này là đi là gán giúp cho ông tới cùng luôn đó. Làm sao mà cho ông tỉnh ngộ lại mới được. Chứ bây giờ lửng gì là không có làm ăn gì được trơn. Mà bây giờ ông lớn tuổi rồi, 40 rồi. Nếu mà không làm cho tỉnh lại là trễ rồi, hết kịp rồi. Bây giờ là 40 là còn làm thầy được. Chứ bây giờ mai mốt mà hút 40 là đâu có còn mà tỉnh táo để làm được nữa. Vậy thì chỉ có cách đó thôi. Chứ này tôi chơi khô máu với ông luôn đó. Đi lên núi là phải làm cho bằng được đó. Vậy ha. Ừ. Mà ông phải giái thầm ở trong lòng là cho con hết bệnh mới được nghe. Ờ, ông phải giái mới được. Tại vì cái lời tôi nói thì giúp ông là lập lẽ thôi. Còn cái người mà mấy ông cần á, là chính là ông á. Ông phải tôn trọng mấy ông mới về ông. Đó. Ông phải giái là cho con hết bệnh đi. Rồi con giống như con làm ăn lại bình thường giống như người ta. Để thôi giờ cứ ngơ ngẩn ngẩn rồi con đâu có làm được cái gì đâu. Nói gì tao nói lớn thì cứ nhỏ hoài. Bây giờ là cái am này là ông quản lý phải không? Bởi vì ông nằm bên này hoài phải không? Phải không? Cái am này là ông phải quản lý mới được chứ bây giờ cái am này không ai quản lý được đâu. Ráng tỉnh táo là giữ cái am này nè. Phải không? Cái am này là chỉ có mình ông quản lý thôi. Ông quay quạt chỗ khác giùm tôi ra gió nó hù dữ lắm. Nói gì ta nói lớn đi, bữa nay ngậm họng nói luôn nữa kìa. Ồ, trong họng á. Không nói ra sao biết. Ừ, không nói ra luôn. Có ra lời mới hiểu. Nhớ nghe, từ đây tới chiều là phải suy nghĩ cái ngày nào nghe trời. Đặng cho tôi biết cái ngày nào để cúng nghe. Đặng mình cúng mình trình mấy ông mình đi á. Ờ, ông ngủ dắt đi bắt đầu xin mấy ông coi ngày nào, đặng tôi biết cái ngày đó. Vô ngủ rồi má. Rồi đó vô ngủ đó, từ từ tới chiều tôi hỏi là biết ngày nào cúng mà.